Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một bài sáo mèo nữa. Đó là bài Phiên Chợ Ngày Xuân. Mặc dù thời gian này cũng không có nhiều nhưng giờ này mình rất là bận nên là dành chút thời gian hướng dẫn anh em. Thì cảm ơn mà biết thì mình để ở phần mô tả video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Có động lực để ra thêm những bài mới. À, bài này thì mình chia làm 4 đoạn, thì vào beat thì mình có làm lại beat là sử dụng hết bằng sáo mèo. Thì có đoạn nó lặp đi lặp lại thì các bạn theo dõi bài mình thổi rồi học theo nhé. Ra vào luôn mấy đoạn đầu tiên. Đoạn 1 sử dụng sáo mèo nữ. Trước khi mình thổi trước cả đoạn cho các bạn dễ hình dung. Ta vào từng câu một nha. Câu đầu tiên này. Do si do. Do si do. Do si do. Lại. Do si do nó đô ngân ra. Ngân ra nha. Si son, si son do. Si đô đổ, nó si vuốt vuốt lên nó đô nó xuống nó đô này. Nó đô vuốt từ nốt mi xuống. Hầu hết những nốt đô đều viết từ nốt mi xuống. Cả đoạn cả câu nha. Cảm ơn các bạn. Do si do, si son do, si do do, si son do. Cái nốt do ấy, hầu như là toàn vuốt từ nốt si này lên này. Đó. Lại nha, mình là chậm hơn này. Câu thứ hai. Do si si do son si son. Nốt do đầu tiên vuốt từ nốt si lên. À, lại nha. Đấy, vuốt lên nốt do xuống si luôn. Do si si do son si son. Vút nốt si son này. Vút từ từ. Lại nha, lại con này. Tiếp câu thứ ba. Si si fa son fa son fa. Do si vút từ son này. Lại nhé.
bạn kỹ thuật chưa được tốt thì các bạn không cần lái cũng được. Tiếp câu thứ tư. Do mi fa si son. Chọn này. Si vô thì son này. Thao thật nhanh xuống son luôn này. Si mi rô, si mi rô. Mỗi từ nốt mi chạm dần đó là đầu tiên. Đoạn thứ hai dùng sáo mèo nam, đoạn này rất là ngắn, vào luôn nha. Trước khi mình thổi trước câu rồi. Si đô. À, tiện đầu tiên nha, câu đầu tiên đoạn hai. Si đô. Si vô được son lên. Son lại. Lại luôn này. Si đô. Si son si đô. Chậm nha. Fa si fa. Fa vô từ mi lên này. Si để vô từ son. Fa si fa si son fa si 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 cuối thôi, đầu búa cho thằng son búa từ từ đó. Cả câu nha. Lại nha, lại chậm hơn. Câu thứ hai. Fa son fa fa. Fa fa vô từ mi si này, chào này. Nó pha đầu tiên thì vuốt 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 từ nó mi lên, còn nó si thì vuốt từ nó son, nó pha lại từ son xuống. Câu này luyến hơi nhiều, bạn mình là chậm này. Pha si pha lại từ nó son xuống, từ son. Mi đô mi pha. Đó, cả câu lại nha. Fa si fa fa. Mi do mi fa si do.
Middle. Đây đoạn 2. Sang đoạn 3, đoạn điệp khúc. Thì mình hướng dẫn cả mèo nữ và mèo nam nhé. Thì có đoạn nó dùng mèo nam, đoạn dùng mèo nữ. Câu đầu tiên điệp khúc. Si do si do si son. Chậm này. Fa fa mi fa si. Nó si vuốt từng nó son này. Si do si do si son fa fa mi fa si fa son fa son fa. Cả câu nha. Pha son vô từ pha lên này, từ từ lại nha. Đô đô mi son pha mi đô si đô son. À, chậm này, có câu. Cảm ơn mọi người nha. Đô đô mi son fa mi đô si đô son mi mi đô mi fa. À. Tiên của đoạn hai. Mi đô mi son fa son si si son fa son. Tiếp câu cuối đoạn điệp khúc. Si si đô si son. Thứ tư nó gần giống đoạn thứ hai. Đoạn thứ tư à. Si đô. Si đô si son. Mi fa son si son si son fa son.
Cả câu đầu tiên nhá. Si đỗ si sơn. Lại câu đầu tiên chậm này. Son si son si son fa son. Lại câu đầu tiên chậm nha. Son son si son fa son. Đó. Tiếp câu thứ hai. Pha 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 vô từng mi liền. Đánh lưỡi đơn nha, đánh lưỡi đơn pha pha dứt khoát à. Pha 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 mi đều pha vô từng mi liền. Pha mi đồ. Tiếp câu cuối, hai câu cuối cùng, hai câu cuối cùng giống nhau. Đô xì tô, đô xì mi đô. Còn cái đoạn cuối, đoạn cuối cùng thì giống đoạn cuối đoạn 4 này, thì nó thêm hai, thêm cái câu cuối này, cái câu ngân à. Đó. Sao lại si son si đô. Ngân nốt đố dài ra. Lại câu câu cuối thêm này nhá. Si si mình lấy nốt đố. Đó, đó là hết bài. Đó, thì mình có hướng dẫn và cảm ơn mình để ở bên dưới nhé. Chúc các bạn thành công.